Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn 6, trang 30-31, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5, nhận nẻo đường xứ sở. Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt. Bài tập 1, đọc lại văn bản cô tô trong sách giáo khoa trang 110-112 và trả lời các câu hỏi. Câu số 1. Nhà văn miêu tả Cô Tô trong những điều kiện thời tiết như thế nào? Cô Tô được miêu tả ở những điều kiện thời tiết như vậy, tạo cho người đọc những cái cảm nhận gì về quần đảo này? Thì nhà văn đã miêu tả Cô Tô trong hai điều kiện thời tiết khác nhau, trong bão và sau bão. Cô Tô được miêu tả ở những điều kiện thời tiết khác nhau như vậy, giúp người đọc nhận ra đây là một vùng đất khắc nghiệt, nhưng cũng thật đẹp. Con người ở đó biết nương vào tự nhiên, vượt lên những khó khăn để sống và lao động sản xuất. Tiếp theo câu 2, chỉ ra sự khác nhau của cảnh Cô Tô trong bão và sau bão. Em thích chi tiết nào nhất trong đoạn tả cảnh Cô Tô trong bão và sau bão vì sao? Thì vẻ đẹp trong sáng của Cô Tô sau trận bão, không gian trong trẻo sáng sủa, cây cối trên đảo thêm xanh mượt, nước biển lam biếc đậm đà, cát lại vàng giòn, lưới càng thêm nặng mẻ cá. Cảnh mặt trời mọc được miêu tả trong một không gian rộng lớn bao la, trong trẻo, tinh khôi. Sau trận bão, chân trời ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây, hết bụi. Tác giả đã dùng hình ảnh so sánh đặc sắc, ví mặt trời sau khi lên, tròn chỉnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn, hồng hào. Còn mặt bể là một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng một cái chân trời, màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Tiếp theo câu 3. Cảnh mặt trời mọc đẹp như một bức tranh sơn mài. Những từ ngữ nào miêu tả màu sắc của bức tranh đó? Hãy nêu hiệu quả nghệ thuật của hình ảnh chiếc nhạn và cánh hải âu trong cảnh mặt trời mọc. Trên sơn mài là loại tranh có độ bóng, thường ánh lên màu vàng, màu bạc, màu son, đỏ hồng. Các từ ngữ miêu tả màu sắc của cảnh bình minh trên đảo Cô Tô khiến người đọc nhận thấy nó giống tranh sơn mài, hồng hào thâm thẳm, màng bọc, màu ngọc trai hửng hồng, sáng dán lên cái chất bạc nén. Điểm thêm vào bức tranh lộng lẫy đó là hình ảnh chim nhạn hải âu giao liền. Những hình ảnh này làm cho bức tranh có cái đẹp của sự tương phản giữa mênh mông và nhỏ bé, vừa gợi được cái không khí của tranh phong cảnh cổ, vừa có thêm hoạt động của sự sống. Tiếp theo câu 4, trong Cô Tô có một số từ lấy như sáng sủa, đầy đặn, dịu dàng. Hãy tìm thêm các từ lấy hoặc từ ghép có sáng, đầy hoặc dịu. Thì ở đây cô ví dụ với từ sáng, có thể có là sáng láng, sáng trong, sáng ngời, sáng quắc, sáng rực. Với đầy có thể có là đầy đủ, đầy ắp, đầy rẫy. Với dịu có thể có là dịu dịu, dịu êm, dịu ngọt, dịu hiền, vân vân. Rồi tiếp theo bài tập 2, đọc lại văn bản Cô Tô từ khi mặt trời đã lên một vài con sào đến vo gạo bằng nước biển thôi. Trong sách giáo khoa trang 112 và trả lời các câu hỏi. 1. Tìm những chi tiết trong đoạn trích cho thấy tác giả tham dự vào cuộc sống của người dân đảo. Thì những chi tiết trong đoạn trích cho thấy tác giả đã tham dự vào cuộc sống của người dân đảo đó là: tôi đang múc gầu nước giếng, tôi cũng đang đi tắm như mọi người lao động bình thường, anh quẩy nước bên bờ giếng, tôi né ra một bên. Rồi tiếp theo, câu số 2, cảm nhận chung của tác giả về cảnh sinh hoạt của người dân đảo quanh giếng nước ngọt được thể hiện qua câu văn nào?
thì cảm nhận chung của tác giả về cái cảnh sinh hoạt của người dân đảo quanh giếng nước ngọt được thể hiện qua câu văn. Cái giếng nước ngọt ở rìa một hòn đảo giữa biển, cái sinh hoạt của nó vui như một cái bến và đậm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền. Tiếp theo câu 3, đoạn trích cho biết điều gì về không khí chuẩn bị ra khơi của dân đảo. Thì không khí chuẩn bị ra khơi của dân đảo là rất nhộn nhịp, khẩn trương. Mọi người lấy nước dự trữ lên thuyền, nhiều thuyền lớn nhỏ đang sẵn sàng ra khơi. Bốn, hình ảnh thùng gỗ, cong, ăn gốm, da lương, lá cam, lá quýt trong lòng giếng cho thấy sợi dây liên hệ giữa đảo xa và đất liền như thế nào. Hình ảnh thùng gỗ, cong, ăn gốm, da lương, lá cam, lá quýt trong lòng giếng cho thấy sợi dây liên hệ giữa đảo xa và đất liền. Đây là những cái hình ảnh thường thấy trong cuộc sống của cư dân đất liền. Dụng cụ lấy nước cho thấy bóng dáng nếp sống của các vùng quê Việt, tạo cảm giác thân quen. Lá càm, lá quýt xuất hiện trong lòng giếng cho thấy dân đảo đã mang nhiều giống cây từ đất liền ra trồng ở đảo. Cuộc sống ở đảo xa vẫn mang hình bóng của đất liền qua những cái hình ảnh quen thuộc và bình dị. Từ đây người đọc cảm nhận được cái sức sống và hồn quê đất Việt nơi đảo xa. Tiếp theo câu 5, lời nói của anh hùng Châu Hòa Mãn thể hiện những khó khăn của công việc ra khơi như thế nào? Từ đó em cảm nhận được gì về cái tinh thần lao động của người dân đảo? Những khó khăn của công việc ra khơi mà anh hùng Châu Hòa Mãn nói đến: đi xa, đi dài ngày trên biển, cần dự trữ nước ngọt thiếu, dân trà trên biển phải rất tiết kiệm nước. Nước ngọt chỉ để uống, vo gạo bằng nước biển thôi. Từ những khó khăn đó, ta có thể cảm nhận được tinh thần vượt khó, chịu đựng gian khổ, chấp nhận khó khăn, quyết tâm bám biển của người lao động ở Cô Tô. Tiếp theo câu 6, những chuyến đi đến các vùng đất không chỉ là cơ hội cho ta nhìn ngắm quang cảnh, mà còn để trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống sinh hoạt của con người. Đoạn trích có thể hiện được điều này không? Thì đoạn trích đã thể hiện được ý tưởng đến thăm những miền đất mới không chỉ là để ngắm quang cảnh mà còn để trải nghiệm cùng sống với người dân bản địa để cảm nhận cái hương vị cuộc sống sinh hoạt của con người. Em có thể là trình bày ý kiến riêng của mình về cái ý tưởng này. Rồi tiếp theo là câu 7, tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn trích và nêu tác dụng của nó. Thì ở đây cô gợi ý là các em hãy tìm các câu văn có chứa từ so sánh. Biện pháp tu từ so sánh được dùng trong đoạn trích có tác dụng làm cho người đọc hình dung rõ hơn về hoạt động của con người, không khí sinh hoạt của dân đảo, sự gắn bó của tác giả đối với người dân đảo và sự tôn vinh vẻ đẹp tầm vóc của những con người dân lao động bình thường trên đảo. Thì câu 7 này các em sẽ dựa vào cái gợi ý này để các em làm cái bài tập số 7 này. Rồi tiếp theo là bài tập 3. Đọc lại văn bản Nghìn năm tháp Khương Mỹ. Từ trong suốt cuộc hành trình dài hơn 20 tháp lớn nhỏ đến những ngọn tháp, trở nên trầm tư lặng lẽ uy nghiêm trong sách giáo khoa trang 128 và trả lời các câu hỏi. 1. Tác giả dùng những đại từ nào để chỉ người kể chuyện trong đoạn trích? Chỉ ra những cụm từ cho thấy người kể chuyện trực tiếp tham gia vào cái hành trình thăm tháp Khương Mỹ. 2. Thì ở cái bài tập này sẽ giúp chúng ta nhận diện người kể chuyện đồng thời cũng chính là tác giả bài ký.
Thì đại từ dùng để chỉ người kể chuyện trong đoạn trích đó là tôi. Có chỗ dùng chúng tới do người kể chuyện đồng hành cùng người khác nữa. Tác giả là người trực tiếp thực hiện chuyến đi. Trong đoạn trích có những từ ngữ cho thấy điều này, đó là chúng tôi tìm đường, chúng tôi ghé thăm. Tiếp theo câu 2, những thông tin xác thực về Tháp Khương Mỹ trong đoạn trích được sắp xếp theo trình tự nào? Chọn phương án trả lời đúng. A. Tên, địa chỉ, thời điểm xây dựng, cấu trúc, danh hiệu. B. Danh hiệu, tên, địa chỉ, thời điểm xây dựng, cấu trúc. C. Tên, địa chỉ, cấu trúc, thời điểm xây dựng, danh hiệu. D. Thời điểm xây dựng, tên, địa chỉ, cấu trúc, danh hiệu. Như vậy ở đây đáp án A là đáp án là những cái đáp án đúng, là những cái thông tin xác thực về Tháp Khương Mỹ được sắp xếp theo cái trình tự đầu tiên, đó là tên, địa chỉ, thời điểm xây dựng, cấu trúc, danh hiệu. Rồi tiếp theo câu 3, nêu chi tiết có thể giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của Tháp Khương Mỹ. Thì chi tiết có thể giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của Tháp Khương Mỹ đó là những ngọn tháp đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, màu gạch nung óng ả nổi bật giữa trời xanh. Tiếp theo câu 4, vì sao tác giả đặc biệt thích nhóm tháp Khương Mỹ? Em hiểu thế nào là vẻ đẹp thách thức với thời gian? Thì tác giả đặc biệt thích nhóm tháp Khương Mỹ vì so với nhiều tháp châm khác thì tháp Khương Mỹ còn giữ được nguyên trạng, chưa bị bàn tay con người tu sửa, làm biến đổi. Vẻ đẹp thách thức với thời gian được hiểu là vẻ đẹp vượt qua thời gian. Tháp Khương Mỹ được xây dựng từ cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10, tính đến nay đã hơn 1.000 năm. Qua những biến thiên lịch sử, sự tàn phá của thiên nhiên, tháp vẫn đứng vững và giữ được về cái vẻ đẹp của nó. Tiếp theo câu số 5, đoạn trích cho ta thấy thái độ của người kể chuyện đối với những di tích văn hóa như thế nào. Thì đoạn trích cho ta thấy thái độ trân trọng, yêu quý, thán phục, tự hào của người kể chuyện đối với những di tích văn hóa. 6. Các di tích văn hóa kể với chúng ta những cái câu chuyện về lịch sử cộng đồng. Hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về những di tích mà em biết hoặc từng đến thăm. Thì ở đây cô gợi ý là các em hãy nhớ lại những cái chuyến đi của mình với gia đình, người thân, ở trường, ở lớp và kể về những cái di tích em đã được chiêm ngưỡng như đình, chùa, thành cổ, v.v. Em hãy tìm hiểu và kể lại bề dày lịch sử của cái di tích đó, tả những cái chi tiết khiến em có ấn tượng sâu sắc. Rồi tiếp theo là câu số 7, chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu hơn 1.000 năm trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những ngọn tháp trở nên trầm tư, lặng lẽ, uy nghiêm. Như vậy, biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn là nhân hóa. Tiếp theo câu 8, cho biết công dụng của dấu ngoặc kép thường dùng trong đoạn trích. Thì dấu ngoặc kép được sử dụng trong đoạn trích để đánh dấu một từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, nhan sắc. Từ nhan sắc vốn được dùng để chỉ vẻ đẹp con người, ở đây tác giả đã dùng chỉ vẻ đẹp của một công trình kiến trúc. Đây là cách nói dí dỏm khiến cho cảnh vật trở nên gần gũi thân quen. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.